Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một phụ kiện thời trang khá là độc đáo. Và đây là hình ảnh nền quý vị đang xem. Đó là chiếc thắt lưng của một chiếc quần Âu Nam, để tôi lấy làm hình ảnh minh họa cho video. Khi chúng ta mặc thời trang quần Âu Nam, quý vị sơ vin hoặc cắm thùng, tức là cho áo vào trong quần để lộ thắt lưng ra ngoài. Với chiếc thắt lưng, quý vị cần có đai đĩa. Ví dụ, thông thường các đai đĩa bằng đồ da hoặc giả da cao cấp. Nhưng hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị chiếc đai đĩa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là sản phẩm tôi ship qua Shopee. Địa chỉ của người gửi là shop đồ da Manúc, Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tôi đặt 2 chiếc khoan đai đồng size 3,5, tức là bản rộng 3,5 cm, quý vị ạ, là vừa với chiếc thắt lưng tôi đang minh họa đây. Sau đây tôi xin phép được bóc mở sản phẩm để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đấy, quý vị đang nghe thấy tiếng leng keng va chạm của kim loại. Đây là 2 chiếc khoen đai đồng tôi đặt từ shop ship tận thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về địa chỉ thành phố Bắc Ninh. Với giá thành 2 chiếc khoen đai đồng ship về tận nhà là hơn 100.000, quý vị ạ. Vâng, bây giờ tôi xin được quay cận để quý vị nhìn rõ 2 sản phẩm này. Quý vị thấy hoa văn họa tiết rất là sang trọng. Vân hình như đuôi công, quý vị ạ. Chúng ta sẽ gài chiếc khoan đai đồng này vào thắt lưng, vừa có tác dụng trang trí, vừa có tác dụng giữ cho phần đuôi thắt lưng đỡ bị tuột ra khi chúng ta cử động, tăng thêm phần lịch lãm sang trọng phong cách cho quý vị. Với chiếc đai đĩa giả da cao cấp, thậm chí là bằng da thật, cũng không gây ấn tượng nhiều khi quý vị gài vào thắt lưng. Nhưng với khoan đai đĩa bằng đồng thau, họa tiết hoa văn hình đuôi công, rất sang trọng lịch lãm, chắc chắn sẽ gây ấn tượng, tăng thêm giá trị cho quý vị. Đây, thưa quý vị, khi chiếc thắt lưng có thêm khoan đai đồng, vừa có tác dụng giữ cho đuôi thắt lưng khỏi bị tuột, và đặc biệt là tăng tính thời trang thẩm mỹ cho
cho trang phục của quý vị. Chiếc khoen đai đồng đã tăng thêm giá trị lịch lãm, sang trọng cho thời trang của quý vị. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, xin đừng bỏ qua sắm ngay cho mình chiếc phụ kiện khoen đai đồng này quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.